Xin chào các anh em yêu âm nhạc trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em muốn giới thiệu cho các anh em một đôi loa dòng Bookseal, và thương hiệu của nó cũng rất là nổi tiếng đi theo tuổi đời của nó. Đó là dòng loa Infinity SM82. Đây là dòng loa Bookseal, loa 2 đường tiếng, và bass của nó là bass 20 và chép Polycell. Đây là dòng tép dom của Polycell, nó là thương hiệu đặc trưng của hãng, cũng như là dòng JBL. Nó cũng có cái sự đặc trưng của nó là tép titan và tiếng rất là tí tách. Đây, em giới thiệu về kích thước về đôi loa này. Đôi loa này là cao là 46, ngang là 29 và chiều sâu của nó là 28. Đây em chiếu gần cho các anh em. Đôi loa này đã thay gân rồi các anh em nhé. Đây, loa bass 20, loa thay gân rồi nhé. Đấy, cái nón này, nón cái là ký hiệu của hãng. Đây, con tép Polycell, tép dom của nó. Đấy. Và cộng thêm đây là lỗ thở. Lỗ thở của loa. Và đây. Đây bass 20 đây. Bass 20. Và tép dom. Dạng này chơi được rất nhiều thể loại nhạc. Tí nữa em sẽ giới thiệu cho anh em cái e căng của nó. Đây, thùng vách vuông bài vuông thành sắc cách rất đẹp. Đấy. Đấy. Rất đẹp. Vuông thành sắc cách rất đẹp. Đấy. Anh em xem này. Đây là đây Infinity SM82. Đôi này là đôi series liền kề nhé, của nó là 195488, thì đây nó là 195489 series liền kề anh em nhé. Đấy. Đấy. Em giới thiệu cho anh em luôn e căng. E căng thì đây, e căng đây. Đây là về hàng bãi về thì đâm ra nó cũng rất miếng. Đấy, nói chung là cũng còn rất là đẹp. Nhưng mà đấy, nó cũng rách thì anh em về mà có thể là thay e căng được hoặc là để nguyên. Vừa e căng đây. Đấy, Infinity. Đấy. Đấy. Hai chữ Infinity. E căng không gãy viết gì đâu nhá. Dòng này chơi được nhiều thể loại nhạc. Anh em chơi phòng cứ tầm 20 m2. 20 m2 là nghe rất tốt rồi, phòng ngủ và cũng được cả nghe lẫn bày. Anh em nào mà quan tâm đến đôi loa này thì hãy nhấn đăng ký cho em và sẽ gửi Zalo số điện thoại của em, để em sẽ cho thêm hình ảnh của đôi loa này nhé. Cái dòng này thì rất là chất, tiếng rất sâu, chơi được mọi thời loại nhạc đó anh em nhé. Xin cảm ơn.